Thế các bạn nha, xin chào các bạn. Mình đến xã Song Vân này, làng giếng các bạn. Làng giếng là vào nhà anh Xuân Vũ các bạn này. Đây nha, ngay đầu làng có tên là Xuân Vũ, có dìa bán các bạn số điện thoại. Để mình quay số điện thoại cho các bạn xem này. Đấy, nhìn nó hơi mờ mờ tí các bạn. Đấy các bạn nha, vào ngay đầu làng là nhà anh Xuân Vũ, có dìa bán các bạn nha. Đây, bắt đầu vào nhà anh đây là các bạn. Đấy. Đấy, bắt đầu vào nhà anh các bạn ạ. Vào chỉ khoảng độ 20m là bắt đầu vào đến cổng nhà anh các bạn ạ. Đấy. Trở lại Song Vân các bạn ạ. Hôm nay mình đến làng Song Vân là làng chuyên làm diều các bạn nha. Hôm nay mình làm video mới về làng Xuân Song Vân các bạn nha. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh, nút like ủng hộ mình nha. Mình vào nhà anh Xuân Vũ Tạ, Facebook là Xuân Vũ Tạ, là nghe nói anh là làm cung cấp diều rất nhiều trong thị trường và làm rất nhiều diều nha. Hôm nay mình bắt đầu vào xem là anh làm diều thế nào nha các bạn nha. Mình đã thấy máy bắt đầu đã của anh đã kêu rồi các bạn. À đấy, bắt đầu đến cổng, bắt đầu anh đã đang làm diều kia rồi. Đấy. Đây nha, anh Xuân Vũ Tạ nha, đang làm diều các bạn. Xin chào anh nha. Xin chào bác. Vâng, thôi anh cứ làm đi. Thấy bác sang chơi. Tinh thần là bác vào trong nhà nước. Thôi cứ kệ em ạ, em đang nói chuyện với anh một chút. Thế là anh là dịp này làm diều. Em nghe tin ở bên này làm diều rất nhiều. Thế anh ở làng, anh ở xã Song Vân, nhưng anh ở làng nào nhỉ? Rồi, em xin tự giới thiệu, em là Xuân Vũ Tạ, ở là thôn Giếng, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tức là em vẫn là chuyên cung cấp niềm đam mê của quê hương, gọi là cái làng diều Song Vân. Nếu mà bà con xin chào 500 anh em trên đường line nhá. Đây nha, 2m 300k cả sáo các bạn ạ. Ngay đầu xóm giếng luôn nhé nhà anh, ngay đầu xóm giếng luôn. Đi vào đầu xóm giếng anh, mọi người rẽ tay trái có cái bảng là có bán diều Xuân Vũ, là đúng nhà anh ấy. Đó, này gió to đấy, nay sang đây là gặp gió to. Diều to, nhà anh trong nhà có con diều to đấy. Đấy, tí đông hẳn con to cho bộ sáo cổng ngoài xem nào. Sáo dàn to, sáo dàn ấy đấy. Ừ, tí đem con đấy ra này. Rồi. 300k cả sáo các bạn. Mà làm rất mượt sáo, rất mượt các bạn nhá. Sáo này mượt lắm. Đấy. Sáo rất mượt này. Mà khâu cũng thật căng các bạn. 300k cho học sinh sinh viên các bạn nha. Đấy. Điều sáo cho học sinh sinh viên các bạn ạ. 300k. Ai có nhu cầu diều sáo để cứ đến vào chỗ nhà anh Xuân Vũ, xóm giếng Song Vân nhá, làng diều Song Vân các bạn, chuyên diều én các bạn. Các bạn nha, mình quay đằng trước cho các bạn xem này, cũng có là ngôi sao là ngoài có 300k cả sáo các bạn. Thế mà ai không lấy sáo có 200 rồi, rất rẻ. Từ từ á, nào mình đâm cho các bạn nhé. Đấy, lên chưa các bạn, sáo đấy lên cái đâm vắt lên ngay các bạn ạ. Đấy, có 300k. Chưa, sáo lên được chưa? Kêu diều kêu ra chưa? Diều lên đấy, sáo. Đấy. Có 300k các bạn ạ. Cả diều lẫn sáo. Ha ha ha.
Đấy. Vẫn đang tra dây các bạn nhá. Từ bóng trắng ra nhìn nó hơi mờ mờ. Đây nha, mình đã đến chỗ anh ấy bắt đầu đây nha các bạn nhá. Anh đang cầm dây này, con diều này có 300k cả diều cả sáo các bạn ạ. Đấy. Đây nha, Xuân Vũ các bạn ạ. Xin chào. Thả diều bà con ơi. Đấy, thả diều nhá. Diều Song Vân các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay hơi nắng, vẫn đang nắng mà lại màu trắng nhìn nó cũng hơi mờ các bạn. Các bạn chỉ nghe sáo các bạn nhá. Đấy, sáo đấy có ba cả diều cả sáo có 300k các bạn ạ. Đấy, cả diều của sáo 300k đâm cái lên ngay các bạn này. Nhìn nó cũng hơi mờ mờ các bạn này. Nhìn giờ thời tiết nó cũng hơi nắng hôm nay các bạn nha. Hôm qua thì mưa sơi sụt luôn cả, nhưng mà hôm nay là thời tiết hơi nắng. Đây mình đã về làng xã Song Vân nha, làng giếng các bạn nha. Các bạn vào ngay đầu làng giếng các bạn hỏi là nhà anh Xuân Vũ chuyên làm diều. Đấy là khắc có diều các bạn ạ. Đấy mình quay nãy quay rồi. Đủ các loại diều luôn, các bạn xem xong nhớ các bạn nữa là ấn nút like vào để cho mình ra các video các bạn còn theo dõi các bạn ạ. Tí nữa anh test cho các bạn xem một con diều to là các bạn nhé. Bộ sáo này gió to các bạn ạ. Sáo kêu rất to các bạn nhé. Diều bé thôi, sáo bé nhưng mà kêu thế này là được các bạn ạ. Có 300k các bạn ạ. Các bạn có gì muốn mua diều, mua sáo thì liên hệ vào cái chỗ Facebook là Xuân Vũ đây, đây nha. Mình quay anh đang bắt đầu chuẩn buộc, bị buộc đây các bạn này. Xuân Vũ Đại các bạn ạ. Đấy, mà vào Facebook là vào Xuân Vũ Đại các bạn. Là đấy, sáo kêu cũng rất to nhá các bạn ạ. Đấy con diều có 300k mà sáo kêu này cái là được đấy. Test cho các bạn xem này nhá con này nhá. Các bạn thích thì các bạn liên hệ nhá. Đấy diều bé qua 2m, diều 2m các bạn. Và 300k các bạn ạ. Cả diều cả sáo ấy ai không lấy ai không lấy sáo thì có 240 nhá các bạn nhá. Đấy, anh về đấy. Đem con to. Đấy các bạn nha. Đây còn còn 3 mét này các bạn. À 2 mét rưỡi các bạn này. 450k cả sáo các bạn ạ. Đấy, 450k cả sáo các bạn nhá. Đây sáo sáo diều Xuân Vũ các bạn ạ. Đấy. Đây các bạn ai mà thích thì liên hệ vào chỗ Facebook là Xuân Vũ. Đấy, ông anh kia ông cũng thích diều nên ra buộc trâu kia nhá, buộc con trâu kia để ra đi cầm dây hộ đấy, cũng thích diều sáo các bạn ạ. Đây là đây là buộc con này bắt đầu test buổi đầu tiên các bạn ạ. Ê, test buổi đầu tiên không biết có được không ấy, các bạn, nếu mà không được hay không các bạn cứ cổ vũ nhá, xong có gì vào nhà anh Xuân Vũ nhá. Rồi, yên chí. Đây là bắt đầu mới đang thử diều thử dây các bạn ạ. 400k 2,5 m diều vải các bạn ạ. Cả diều cả sáo nhá. Nếu mà ai thích diều không được, ai thích sáo không được. Đủ các loại cho các bạn. Đang bắt đầu chuẩn bị vào mùa 1,5 m trở lên. Đấy, bắt đầu vào mùa hè rồi các bạn ạ. Bắt đầu vào mùa hè các bạn ạ. Vào mùa hè bắt đầu là giờ vào mùa hè là diều sáo bây giờ bắt đầu lại chuẩn bị rầm rộ lên bây giờ các bạn. Đấy. Đấy, con này về 450k. Diều vải các bạn ạ. Chạy đây, chạy đây. Chạy đây. Chạy đi, chạy đi. Ôi, lên rồi các bạn ạ. Lên rồi. Lên rồi các bạn nha. Đấy, test lần đầu tiên rồi các bạn ạ. Ăn luôn rồi các bạn ạ.
Đấy, bắt đầu buổi đầu tiên. Ngoại sao kêu buổi đầu tiên các bạn nhá. Có 450k các bạn ạ, diều 2,5 m diều vải các bạn nha, cả sáo cả diều luôn là 450k. Yeah, giá học sinh sinh viên nha các bạn nhá. Che phơi khô hết rồi các bạn ạ. Đấy. Hai con diều của anh luôn ở ngay bên này, con kia con màu trắng trắng bên kia nãy vừa test con là 2m kìa. 2m là đi 300k. Thế mà độc diều không là 240k. Còn sáo là 60k. Còn đây là con ấy này. Đấy, đây con diều 2,5 m các bạn này. Sáo kêu rất to các bạn. Kêu đu 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 các bạn. Đấy. Thấy chưa? Vẫn đang tra dây các bạn nhé. Hôm nay con này test đầu lần đầu tiên mà tự lên cho cái lên ngay các bạn. Cho cái lên ngay các bạn nhé. Hôm nay mình sang Song Vân là bạn ạ. Hôm nay mới gặp gió đấy. Bao nhiêu ngày hôm nay bắt đầu mới gặp gió các bạn ạ. Sáo kêu bác chưa? Đấy có 450k thôi các bạn. Đấy, diều vải các bạn nhé. Như diều túi bóng thì không đến, như diều vải các bạn. Vẫn đang tra dây các bạn nhé. Đấy, thích chưa? Ồ, thích chưa? Nha, có gì mình về đằng trước thì mình quay cho các bạn xem nha. Hôm nay thời tiết hôm nay là đang nắng. Hôm nay là hôm qua thì mưa sập sùi suốt, nhưng hôm nay là đang nắng các bạn. Ok anh kìa. Ôi, sao kêu to chưa? Đấy. Đấy. Nè, có 450k mà sáo kêu mà thế các bạn ạ. Diều Song Vân các bạn nhá. Diều bên Song Vân đấy. Bạn ấy, thích thì cứ sang Song Vân vào làng Giếng các bạn ạ. Thôn Giếng. Vào nhà anh Xuân Vũ, ngay đầu làng luôn. Đấy. Anh có thấy nặng không anh? Nặng đấy, con này cũng không nặng lắm nhưng mà cũng 2,5 m là cũng đủ tầm rồi. Đấy, kìa. Nhiều hôm nay thời tiết luôn. Ôi, cưng căng luôn các bạn ạ. Ôi là căng như sợi chạy chỉ này đấy, lên đỉnh đầu luôn nhá. Đứng luôn này các bạn này. Ôi là thế này không kéo nó còn ật chứ các bạn ạ. Không thể ật được. Ôi là cao này, đứng luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhìn dây này. Đấy nhìn dây này, đứng luôn này, đỉnh đầu luôn nhá. Thấy chưa? Đâm test quả đầu tiên này các bạn ạ. Hôm nay mới là lần đầu tiên test cái quả này mới làm xong nhá. Mới làm xong. Mới làm xong giờ mới bắt đầu test các bạn. Ai da, ai da. Nặng. Ôi đang rồi. Đấy có 450k mà sáo kêu mà diều vải đang hoàng các bạn ạ. Ôi giời, mẹ đúng giá học sinh sinh viên các bạn nha. Các bạn làm cũng phải mất mấy ngày là cái con sáo đó, con sáo các bạn làm phải mất ngày 2 ngày. Lại con diều lại cũng phải mất ngày 2 ngày nữa, thế các bạn đi mua còn hơn các bạn. Đấy, diều sáo Việt Nam bây giờ vẫn đang nổi tiếng nhất các bạn. Sáo kêu to chưa? Mẹ, lên đỉnh đứng luôn con này các bạn này. Đấy, diều sáo Xuân Vũ các bạn ạ. Con nào cũng thế. Ít khi phải test lần thứ hai á. Đứng luôn các bạn ạ. Đấy con kia kìa nó xoay kìa, nhìn này. Này. Lên bãi trên đứng rồi. Đấy, đứng đấy, hết. Xoay đây. Xoay trên đỉnh trời trời. Đấy nhờ, anh cầm dây nhá. Ôi, đứng luôn các bạn ạ. Ý các bạn còn chần chừ gì nữa, đến mua luôn nhá. Nhà anh Xuân Vũ ở xóm Giếng Song Vân các bạn ạ. Thôn Giếng Song Vân. Xã Song Vân các bạn nha, diều Song Vân bây giờ đang nổi tiếng nhất hiện nay các bạn ạ. Đang qua mặt trên các thị trường các bạn nhé. Vẫn đang tra dây các bạn ạ. Đấy, nãy nó lên còn đứng còn đỉnh đầu luôn các bạn ạ. Nhà anh cũng có bộ sáo hòa đàn ở nhà nhưng mà mình không có người cầm dây để đâm con diều to. Đấy các bạn ạ. Thì hôm nay đâm những con bé bé cho các bạn xem.
Đấy, nặng lắm. Đấy, thấy chưa? Ôi giời, thế này mới nặng. 2 mét rưỡi. Đấy, còn 2 mét rưỡi mà nặng thế này mà. Này các bạn à. Wow. Anh nha. Thế anh nói gì với khán giả về yêu thích rượu nè? Xin chào tất cả 500 anh em niềm đam mê sáo rượu với Xuân Vũ nha. Hôm nay đi thả rượu với Xuân Vũ. Nếu yêu sáo rượu về với quê hương Song Vân của Xuân Vũ nha. Có những cánh rượu tuổi thơ rất là đẹp tuyệt vời. Đấy, nhìn này. Hôm nay là giờ gió nhẹ nhưng mà rượu đã vẫn đã là lên tung bay trên bầu trời rồi. Đấy. Thế thả tâm hồn bay bổng trời cao nhá. Chúc cả bà con và các chị là luôn luôn là hòa đồng với Xuân Vũ nhá. Rồi xin chào, xin chào. Đấy. 500 anh em mà niềm đam mê sáo rượu với Xuân Vũ nhá. Hôm nay đi thả rượu với Xuân Vũ. Nếu yêu sáo rượu về với quê hương Song Quân của Xuân Vũ nhá. Có những cánh rượu tuổi thơ rất là đẹp tuyệt vời đấy. Nhìn này. Hôm nay là giờ gió nhẹ nhưng mà rượu đã vẫn đã là lên tung bay trên bầu trời rồi. Thế thả tâm hồn bay bổng trời cao nhá. Chúc cả bà con và các chị là luôn luôn là hòa đồng với Xuân Vũ nhá. Rồi xin chào, xin chào. Xin chào các bạn nhá. Đấy, các bạn xem xong nhớ ấn nút đăng ký kênh này và nút like và ấn nút chia sẻ và ấn nút rung chuông ủng hộ mình nhá, để lần sau mình ra video mới các bạn còn theo dõi các bạn ạ.